trắng. Dính đi đâu? Được. Chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với bốn trường sinh. Đây là kèo 33. Ở trời tối nữa nên chất lượng hình ảnh nó cũng không có được sáng lắm, các bạn xem thông cảm giúp mình nhé. Phía qua bên đây gồm có bên phải là Lam, bên trái là Đức và chuyền hai là Sang Phan Rang các bạn. Và dứt điểm không qua lưới của Thống Minh Cầu. Điểm đầu tiên sẽ bên Lam các bạn. 1-0. 1-0. Xét cho nhau luôn, xét cho nhau luôn đi. Bên kia là bên phải là Tiến An, bên trái là Thống Minh Cầu. Và chuyền hai là Gà Điêu. Chết không? Dừng nhỏ. Và tranh chấp bóng tốt của Đức Tư Thiền. Điểm thứ hai cho phía bên tôi phát bóng không có nhẹ như Tứ Châu đâu mấy ông. 2-0. Tôi phát thì mấy ông. Vẫn còn. Tốt cho mình làm chẳng bằng. Ông thấy tôi thủ chưa? Má đừng ăn hiếp anh tí tôi nữa mấy ông ơi. Mới gì hết à, 16 điểm xa lắm. Điểm 3-0. 3-0. Không sợ được bóng. Thấy không? Không đụng được bóng. Và điểm tốt của Thông Minh Cầu. Điểm 1-3. Chờ bên Tướng An. Bông chạy. Bóng tốt của Tướng An. Bóng trong sân. Vô. Xem đứt dây anh ơi. Bánh bài vô trong dây á. Điểm 2-3. Điểm trắng. Và điểm thành công của Lâm Trung Hoàng. Hay là kèo xíu nữa. Điểm 4-2. Bay nhanh miền bay nhanh. Trời ơi, xóa chuồng tiền hai luôn. Bốn heo. Bên đây có bốn con heo luôn á. Không sờ được bóng. Nói chuyện nghe chân. Và dự điểm nhẹ nhàng của Tuấn An. Tuấn An tỷ số còn 3-4. Được. Quá nhẹ nhàng cho pha dứt điểm vừa rồi của Đức Tư Thiền. Khi mà Sang Văn Lan đã truyền loại trắng em ạ. Nhắn lên. Sợ phát chết cái này à. 5-3. Lâm banh. Đúng banh rồi. Và đang tiếp và dứt điểm vừa rồi của Tướng An bóng ra ngoài các bạn. Tiếp tục là điểm chơi bên Lam. Lam. 6-3. Lụm banh.
đây rồi. Hay quá Lâm Trọng Bàn ơi. Dẫn là điểm chơi bên Lâm nghe mày. 7-3. 7-3. Bộ bóng tốt của Thông Minh Cầu. Điểm 4-7. Quay. Vào bóng ra ngoài của Tuấn Em. Điểm cho bên Lam em ạ. 8-4. Khoảng cách được tạo ra lúc này cho Lam là 4 điểm rồi. Hai đội đổi sân nha mày. Ý là uống thùng hai người có đâu á. Càng về sau tự nhiên càng tăng lên. Đúng không? Càng tăng lên. Lúc đầu cho 50 thôi. Làm được lâu anh ơi. Một bóng không qua lưới của Samurai. Điểm 5-8 cho bên Tuấn Em. Do quay trời tối nên chất lượng hình ảnh nó cũng không đảm bảo, các bạn xem thông cảm với mình nhé. Đó là pha bắt bóng ngoài của Thông Minh Cầu. Điểm chơi bên Lâm. Điểm 9-5. Rồi, điểm tốt của Tuấn Em. Bẻ hết dây qua bên đường A luôn. Điểm 6-9. Quá khó chịu. Rồi, vẫn còn. Rồi, bóng ra ngoài của Tuấn Em. Và điểm thuộc về phía bên Lâm. Điểm 10-6. Quá tốt. Và đập bóng vừa rồi của Tuấn Em. Điểm 70. Vẫn còn. Đó là pha dứt điểm của Lam Trắng Bàng. Nhiều pha bóng văng co thì Lam Trắng Bàng đã dứt điểm thành công. Điểm 11-7. Quá đáng tiếc. Tổng vừa có pha dứt điểm ra ngoài. Và điểm vẫn thuộc về phía bên Lam Trắng Bàng. 12-7. Khoảng cách đã dần nới rộng ra chơi bên Lam Trắng Bàng rồi. Vẫn là những pha bóng nhẹ nhàng điểm của Tuấn Em. Tại. Cái này nó rớt xuống cái thứ gì. 82 3 gì. Đặt lưới bỏ luôn. Tại. Nữa. À, đúng rồi. 82 hả? Rồi ơi. Đó là pha dứt điểm không thành công của Lam Trắng Bàng.
nhưng mà em nói em chơi được này nè. Điểm 92. Không thấy đường thua, chịu. Không đủ thua. Không thấy đường mình chắc xích được. 92. Thiệp không? Trận bóng không thành công của Thống Minh Cầu. Điểm chơi bên làm 13-9. Không được bóng. Chứ giờ đâu ngoài lấy giờ cho. 3 điểm đây, 3 điểm đâu có gì đâu. Em không có gì rồi. Đều canh thủ nè. Điểm 10-13. Canh thủ nè. Anh Di chuyển á. Người đang sát giỡn dưới trời. Chết rồi. Quá hay. Điểm tốt của Thông Minh Cầu. Sau phát bóng khó chịu của Tân An, bóng lố và Thông Minh Cầu ở dứt điểm thành công. 1-3. Và đang tiếp chờ Tân An thì pha bóng vừa rồi bóng không qua lưới mà. Điểm cho Lam trong bài. Điểm 14-11. Đó là pha bắt bóng ra ngoài của Sang Phan. Điểm 12-14. Ngắm đường nào chân quyết định điều đó nha. Tay trái bước nữa đều. Khép tay. Khép vô nữa. 3 đều. 2-4 ông nội ơi. Mày tươi hả gì mày trả lời nhanh hay sao? Bóng hỏng của Tân An. Điểm cho phía bên Lam 15-12. Và bóng mang điểm trực tiếp của Sang Phan Rang. Cũng như vậy thì kết thúc trận đấu ấy mà. Để mình làm nhìn thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.